Có 3 serum dưới 500k dưỡng trắng da cực kỳ nhanh chóng nha. Thì cũng gần Tết rồi đúng không các chị yêu ơi? Bởi vậy nhà Suka rất là hiểu cái tâm lý của các chị đẹp nhà em. Là gần Tết rồi chị em nào cũng muốn da chúng ta thật là trắng sáng, nhưng mà ví tiền gần Tết rất là hạn hẹp. Bởi vậy nhà Suka sẽ giới thiệu cho các chị em nhà em 3 em serum dưỡng trắng da nhanh chóng mà giá chỉ dưới 500k thôi nha. Mà các chị yêu ơi, các chị nhớ là khi mà da chúng ta muốn bước vào quá trình dưỡng trắng á, thì da phải thật sự khỏe và không có các vấn đề về mụn nha. Top 1 chính là em AHC Cutter White này đây. Thì em này á, thành phần đặc trưng đó chính là ascorbic acid và niacinamide và dầu ô liu, giúp da chúng ta mềm mịn và trắng sáng nhanh chóng. Ngoài ra còn có các thành phần chiết xuất từ thảo mộc và quả cây bưởi giúp da chúng ta trắng sáng nhanh chóng, là trắng sáng hiệu quả, là mềm mịn hơn, đặc biệt là chống lão hóa, chống oxy hóa và làm giảm nếp nhăn đó nha. Rồi em này chính là chất gel các chị em nha. Chất gel cực kỳ thấm miệng luôn và dễ tán trên da, đặc biệt là cái mùi rất là dễ chịu nha. Top 2 chính là em serum của Medibeauty này đây. Thì trong em này á, có thành phần glutathione. Nếu mà chị nào biết á, thì đây chính là một cái thành phần mà gọi là làm trắng da cấp tốc và đặc biệt là lành tính nha, là mờ thâm nè, mờ nám nè, mờ tàn nhang. Ngoài ra em nó còn có chứa niacinamide nữa, điều tiết dầu trên da, xe khít lỗ trên lông, làm sáng và đều màu da nha. Em serum này á, thì chất cũng tựa tựa như em trước, nhưng mà cái chất nó lỏng hơn các chị yêu nha, dễ apply tan đều trên da nè, thấm da nè. Top 3 đó chính là em Sud Medit này đây. Thì em này chính là một tinh chất truyền trắng ha, đặc trị tất cả các vết thâm, vết nám, làm trắng sáng da chỉ trong một thời gian ngắn. Thành phần của em này gồm glutathione. Thì glutathione trong em này gấp 10 lần so với những sản phẩm serum thông thường. Mà glutathione hiệu quả như thế nào thì nhà Suka cũng đã có nói bên trên rồi đấy. Ngoài ra em này còn có vitamin C chiết xuất từ nhiều loại trái cây, giúp da loại bỏ cái lớp sần trên bề mặt da nè, làm trắng sáng, làm mịn da hơn, đặc biệt là căng bóng da luôn nha. Thì khác với những em serum khác á, thì em này được đựng trong một cái ống tiêm, giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn này các chị yêu nè. Chị yêu nào mà sử dụng một em này, em bảo đảm với mình luôn, da căng bóng mềm mịn như mà vừa mới đi spa về vậy đó. Chị em nào đang tìm một loại serum trắng da cấp tốc để đón Tết đó, thì đừng bỏ qua ba em này nha, giá cực kỳ bình dân luôn, chỉ dưới 500k thôi nha.